ở tại nhà chính đối phương. Chính xác, bây giờ người không có thời gian đó là Thiên Secret nhưng vẫn mở trước đến từ CBD Sport. Người bị nhắm tới là DNK, anh ta đang cố gắng lùi về. Hiếu Ba lao vào, đó là hai cú combo quá đẹp đến từ đây của CBD. Và có vẻ như Team Secret đang tàn vỡ thành ra. Cố gắng quẩy Artemis được free shot từ sau, CBL bắt buộc phải lao lên nhưng ta không bắt được vào ai cả. Artemis còn chấm máu, anh ta lao vào, Artemis cố gắng hạ triple kill thành công sao thủ đối phương, nhưng đó đã là triple kill dành cho Artemis, cho anh ta cái penta. Nhưng Artemis còn ở quá xa, đi đang cố gắng gây sát thương người trở lại. Anh ta dùng chiêu cuối lao lên nhưng anh ta đang nằm trong quad ra của kill. Quad ra kill, penta kill dành cho Artemis, và đó là penta kill dành cho sát thủ của CBL Sport. Và chiến thắng ván 1 đã có rồi, CBL Sport vươn lên dẫn trước 1-0. Giáp gia tốc hóa cuồng cũng sẽ nằm trong danh sách chỉnh sửa. Chiếc bị này hiện đang là lựa chọn hàng đầu cho những tướng đấu sĩ hoặc chống chịu trong thời gian gần đây. Đặc biệt, giáp gia tốc là trang bị phổ biến nhất ở vị trí đi rừng, với tỷ lệ thắng lên tới 52,6%. Nguyên nhân đến từ khả năng búp tốc của nó giúp ích rất nhiều cho những tướng cần nhiều tốc độ di chuyển như Udyr hay Hecarim. Những tướng chống chịu ở đường trên hay các tướng hỗ trợ cũng có thể lên món trang bị này để gia tăng khả năng truy đuổi và bắt vào những mục tiêu quan trọng của đối phương. Chính vì vậy, trong 11.7, lượng tốc độ di chuyển cộng thêm khi kích hoạt giáp gia tốc sẽ bị giảm từ 75 xuống còn 60%. Thay vào đấy, lượng làm chậm khi kết thúc hiệu ứng búp tốc sẽ được tăng từ 40 lên 50%. Thay đổi này sẽ khiến khả năng kích tốc của những tướng sở hữu trang bị giảm đi một chút, nhưng bù lại, lượng làm chậm khi hiệu ứng kết thúc lại tăng lên đáng kể và sẽ giúp bạn gây thêm được nhiều ứng hơn khi áp sát được con mồi. Tiếp theo, lưỡi hái linh hồn và nỏ thần Dominic cũng chịu chung số phận ăn gậy. Khi giá mua thì tăng và lượng sát thương thì bị nớp. Cụ thể, lưỡi hái linh hồn có giá tăng từ 2.900 lên 3.000 vàng. Sức mạnh công kích giảm từ 55 còn 45. Về phần nỏ thần, giá sẽ tăng giống lưỡi hái linh hồn, trong khi sức mạnh công kích giảm từ 35 còn 30. Ở chiều ngược lại, tăng hợp kiếm được bóc sau khi đã hoàn toàn out meta ở mùa 11. Theo đấy, sức mạnh công kích tăng từ 25 lên 30. Tốc đánh cộng thêm giảm từ 35 còn 30%. Hiệu ứng mới, khả năng tích cộng dồn tăng sức mạnh công kích cơ bản giờ đây cũng được tính khi tung đòn đánh lên công trình của đối phương. Nội tại thần thoại, loại bỏ hiệu ứng cũ, giờ đây tam hợp sẽ gia tăng 3 sức mạnh công kích, 3 điểm hồi kỹ năng và 3 tốc độ di chuyển với mỗi trang bị huyền thoại được hoàn thành. Nhìn vào những thay đổi trên, chúng ta có thể thấy tam hợp kiếm đã không còn gia tăng quá nhiều tốc đánh. Tuy nhiên, trang bị này có thể cung cấp cho tướng 30% sức mạnh công kích cơ bản chỉ bằng việc đánh thường lên trụ của đối phương. Hiểu một cách đơn giản thì tam hợp mới sẽ không giúp tướng đánh nhanh như trước. Tuy nhiên, mỗi đòn đánh của bạn sẽ chất lượng hơn hẳn. Chưa dừng lại ở đấy, lượng chỉ số cộng dồn mà tam hợp cung cấp là sức mạnh công kích cơ bản. Vì vậy, sát thương từ hiệu ứng kiếm phép của tam hợp sẽ lớn hơn nhiều so với trước kia. Kết hợp với việc có thêm chỉ số điểm hồi kỹ năng từ nội tại thần thoại, số lần hiệu ứng kiếm phép được kích hoạt cũng nhiều hơn trước. Điều này khiến cho lượng sát thương đầu ra của tướng lên công trình sẽ được tăng lên đáng kể. Cuối cùng, cái tên còn lại được chỉnh sửa sẽ là Thương Phục Hận Seruda. Giờ đây nó sẽ có mức giá phù hợp với công dụng, giá giảm từ 3.400 còn 3.200 vàng.